là hôm nay là thôi nôi của bé Thiên Phúc, và chú xin chúc cho cháu mau ăn chóng lớn, và xin chúc cho quý vị có một buổi tiệc thật là ngon miệng và tràn đầy hạnh phúc. Liên tục chương trình cho phép của Mười Đường xin gửi một bài sáng tác của chú Hoàng Sùng Diệp được mang tên Ai Cho Tôi Tình Yêu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cho họ Mười Đường chào có tay lấy tinh thần quý vị ơi. Xin cảm ơn. Dạ. Ta đành mang theo đôi niềm tâm linh gạt giá
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.